Ui kìa, ui kìa, ui kìa, ui kìa, ui kìa, một bay, một bay, một bay. Đang đầm cua nhá. Đấy, đấy, ui kìa, ui kìa, ui kìa. Ui đéo dạy lên trên đây ạ. Nước còn ngập thì dạy tại trên đây rồi. Chạy nữa mất rồi. Tôi sang lại cái rào bên đây kích nhá. Đấy, đấy. Ui ơi, ui ơi. Đây đây có ăn luôn mọi người. Có đéo gì nhỉ? Ui, to anh ơi. Chép. Một con này mọi người, xung quanh bắn chưa? Đây. Mọi người, đấy, bữa người ta chép. Chờ anh chép vào đây xem có nặng không. Cẩn thận nhé. Được con kia rồi, vớ cho mọi người xem rồi. Không biết này, theo mọi người làm một cái món gì hợp lý giờ nhỉ. Con dưa thì mãi nó cũng quen thuộc rồi. Không biết cái món gì. Không được hấu. Ừ, nó lấu được. Ngon. Mấy ngày trước thì nước nó cũng không to này, nó cạn. Mùa này cá mưa cá lên cả bờ luôn ấy. Đấy, còn gì vậy cái đầm. Tăm kìa, đấy. Cái có tăm kìa. Ui giời, kìa có gì quá. Đó. Với anh kích động ở chỗ kia mà. Đấy. Ui giời. Cái Sophie. Gì? Rô phi. Cái con gì. Rô phi hút lên mọi người. Ui kìa, ui giời, con này. Ui giời. Ui giời, một bay. Một bay luôn đấy nha. Ui cá lên. Ui kìa. Sợ đau đầu lắm thế nhỉ. Thôi, cầm máy anh ấy. Anh xuống anh vớt. Đây, em vớt cho anh. Cầm anh cứ cầm, quay cho mọi người xem. To anh, to. Ui. Mẹ, vào ngươm nhỉ. Có con kia đâu nhỉ. Dí, em dí một đoạn này cho nó đơ đi. Vớt cho đoạn này. Đi cho đơ đi xong. Cái đầu nó chỉ mẹ ăn rơi. Được con cá to ấy. Chị mẹ dưới rồi, em không mỏi nha. Em cứ cầm quay. Thử xuống mỏi nào vừa đấy. Chắc nó dính điện xong rồi nó chỉ mẹ dưới rồi. Chị mẹ dưới. Ui, khó. Ui, đâu ui. Ui, cả hai con lên đẹp thế mà nhỉ. Chạy mẹ hả? Xấu lắm anh ạ, đường này xấu lắm. Phải to hơn con lúc bữa gì. Phát tay cho đỡ chị ấy. Giờ kích vào xong rồi bữa hôm kia chắc chín nó có ấy thôi. Nó lúc em vớt thì con kia lên thì chạy
Mày đi thấy bắt con đấy chứ. Cả nước vào kích đi đều hay. Kinh nhỉ, đi vừa ấy đi. Mấy con nhỉ? Sợ. Con này thì phải đánh vòng đầu lặn thôi mọi người ạ. Đến hai con dã man luôn. Con nào mình cũng không phải dân chuyên kích đâu mọi người ạ. Ui giời, rô phi, rô phi. Ui giời. Rô phi to chưa mọi người. Ăn giòn, ngon quá. Ui ui, con gì? Con liêng liêng. To. Hình như con rô phi với nhí miệng bụng nó trắng trắng. Mất mẹ con chép kiểu rồi, tí thế. Ui, đấy, đấy. Ui giời đây. Đấy bố ngay mà con kia chỉ có đoạn này ngay đây không thôi. Phải, không phải con này anh ạ. Coi con này. Không phải, con này. Thôi em để anh ấy bắt. Đây mọi người. Bắt lên. Con còn bé hơn. Đấy, Ấy được con chép to chưa mọi người. Anh ở trong vũng kìa. Với thằng vũng. Đi phụ cá rồi kìa. Đấy, ui giời. Anh đừng ném thế, đừng ném. Em giúp đánh ra bỏ lực kìa. Anh thả nó xuống, gạt nó xuống. À dính bạo lực à? Vô đây. Đây, đây. Chú. Có cái vô không? Không? Nhiều không ạ? Có nhiều không? Mới sống này. Mới có chép đây còn lúc sống này mọi người. Anh tóm luôn mới chạy mất. Đấy. Đấy, mất được kìa. Đấy, mất kìa. Đấy. Nó có chém. Cái con nó vừa nó sống hụt đây đấy. Đấy, con nó vừa sống. Đấy, 2-3 vòng. 3 vòng cũng bắt được đó. Chỉ mình giống cá chép nó không bơi được xa. Đây mọi người. Anh em mình đi kích lúc sau cơn mưa rào mấy hôm này thì bắt được thực đấy cá chép này. 4 con khá là to, một con rô phi to. Ý. Mọi người cho mọi người quan sát lại anh. Còn to này. Ý. Có con rô phi đây. Ý. Clip này anh em mình xin kết thúc đây thôi mọi người nhé. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé.